Tao bên nào nhiều? Dạ bên đây T. Bên đó T tao nhiều rồi. Tay tay kinh. Đúng rồi. Mỏi mỏi bên đây. Rồi, bây giờ ngồi xuống đứng dậy coi. Dạ. Ngồi xuống đứng dậy. Lâm khẩm. Đứng dậy. Dạ, đứng dậy là phải dậy như vậy thầy. Hoặc là dậy cái gì đó mình đứng lên nè, vậy nè. À, cuối gì tốt. Dạ. Mà tới đó coi. Dạ, tới đây thôi thầy. À, rồi. Là nó bắt đầu rung rung rồi thầy. Bắt đầu rung rung rồi. Dạ, bắt đầu rung rung rồi thầy. À. Đi bao lâu rồi? Dạ, bị lâu rồi. Nói chung là bị nhưng mà chịu như vậy là đơn giản. Về gia đình Đồng Nai đi về, về đâu? Dạ, trời ơi, đâu hết trời. Được chưa? Dạ, rồi. Dạ. Ôi trời ơi, dạ trời. Dạ rồi. Thấy chưa? Rồi, quay lại luôn đi. Dạ. Rồi xin về trước. Đó. Rồi, sẵn cái ly ra. Cái kia rồi. Dạ, chị phải đưa tay ra cho chị đừng bị gọi tay. Tay đây nè, để vậy. Cái gì dạ. 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 Mềm dạ. Mềm không có té. Thầy được. Sao mà té được. Thả ra. Cái gì dạ. Đóng người thôi. Rồi. Một. Thả lỏng người. Hai. Ba. Không. Đó thì đi thẳng người nó mong không còn nhớ nữa. Dạ dạ. Ôi ơi. Đẹp như người mẫu rồi. Như người mẫu vậy. Nhưng mà tại vì cái gì đó, mình thầy cửa gì đó, cái mình không còn tên nữa. Từ từ, bình tĩnh. Dạ dạ. Từ cuối xuống, thử coi. Cuối coi được bao nhiêu. Nửa, nửa, dạ. Nửa. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.